Sing that shit. Hello anh em đã quay trở lại với Real Tech. Thì nếu mà anh em đang có vào khoảng là hơn 70 triệu trong tay á, thì anh em sẽ build PC kiểu gì anh em? Đương nhiên rồi, với mức giá hơn 70 triệu thì anh em sẽ có vô vàn kiểu build PC khác nhau. Đương nhiên với mỗi nhu cầu nó đã có một cái kiểu build PC khác nhau rồi. Chưa kể đấy chính là mỗi người lại có một cái sở thích về mặt linh kiện khác nhau nữa. Thì ok, hôm nay với mức giá vào khoảng 72 đến 73 triệu á, thì chúng ta đang có bộ PC nhìn cũng được đúng không anh em? Đấy, và cụ thể nó có những cái gì ở bên trong á, thì video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá. Bộ PC này thì được mình mượn ở bên, đấy chính là Mingan Computer. Nếu như anh em đang có nhu cầu build cho mình một bộ PC cực khủng, cho dù nó là khủng để chơi game hay là khủng để làm việc, hay nó khủng theo bất kỳ một cái hướng nghĩ nào của anh em á, thì cũng hãy tìm ngay với cả Mingan Computer. Bởi vì ở Mingan Computer sẽ có tất cả những gì mà các bạn muốn. Và cũng như đấy chính là nếu mà các bạn có muốn decor hay là muốn làm bất kỳ một cái gì để cho cái góc gaming của mình nó được đẹp hơn, nó được lung linh hơn, nó được chất hơn, nó được cá nhân hóa hơn á, thì cũng tìm ngay đến với cả Mingan Computer. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây anh em. Thì em PC có mức giá vào khoảng là 73 triệu thì nó đang nằm ở ngay trên bàn của mình đây anh em. Với tầm giá này có thể nhiều anh em sẽ nghĩ đấy chính là mình sẽ build với cả một con RTX 4080 hay là RTX 4090, bởi vì mức giá của nó đã quá cao rồi á. Thì mình cũng phải nói thật với cả anh em, đấy chính là RTX 4090 ngon không? Rất ngon. Đấy, hôm trước mình đã chọn cho anh em đấy chính là cái công nghệ mà làm mình phê nhất ở trong năm 2022, đấy chính là RTX 4090 đúng không? RTX 4080 ngon không? Rất ngon, bởi vì thậm chí RTX 4080 nó còn mạnh hơn cả RTX 3090 Ti. Nhưng mà cái vấn đề của RTX 4080 và cũng như là RTX 4090 ấy, đấy chính là mức giá của nó thì hơi chua. Đấy, 4090 bây giờ giá chắc phải tầm hơn 60, hay là RTX 4080 thì giá nó cũng phải quay tầm 40. Con nào mà kiểu hàng kiểu flagship hay kiểu như là Asus ROG hay là MSI Supreme á, thì cũng phải tầm 45 triệu. Mà những con của dòng thấp kiểu Asus Tube hay là những cái dòng thấp hơn của RTX 4080 thì nó cũng phải quay tầm 37-38 triệu. Đấy, mức giá nó khá là cao đúng không? Mà chưa kể để build được bộ PC mà kiểu như là khủng khiếp và nói chứ nó tương xứng với mức giá hơn 70 triệu của anh em ấy, thì chúng ta cũng phải chọn CPU cao một tí này, béo béo nó cũng phải i9 đúng không, RAM nó cũng phải tầm 64GB này, rồi các thứ nữa. Thì ok, view này mình sẽ xài đây, đấy chính là một em RTX 3090 Ti nha anh em. Có thể anh em sẽ bảo mình đấy chính là đẩy tồn này, hay cũng như đấy chính là xài công nghệ cũ, nhưng mà cái này nó là câu chuyện thực tế anh em. RTX 3090 Ti đồng ý là nó sẽ yếu hơn đấy chính là RTX 4080, nhưng mà RTX 3090 Ti nó lại có mức giá tốt hơn rất nhiều so với cả RTX 4080. Nãy mình nói về giá của 4080 cho anh em rồi đúng không? Giá của nó rất là cao. Nếu mà với một tầm giá khoảng 70 triệu, nếu mà chúng ta xài RTX 4080 á, thì chúng ta sẽ phải hạ những cái linh kiện khác xuống. Có thể là chúng ta vẫn sẽ xài i9, nhưng mà tản nhiệt này rồi các thứ thì nó sẽ không được ngon lành cành đào nữa. Đấy, thì khi mà chúng ta xài RTX 4090 Ti á, anh em biết giá một con RTX 4090 Ti này bao nhiêu tiền không? 27 triệu. RTX 3090 Ti nhá, 27 triệu. Thì mình đánh giá đây là một mức giá cực kỳ hợp lý. Nó rẻ hơn 10 triệu so với con 4080, nhưng mà hiệu năng nó cũng không bằng, đấy là chuyện đương nhiên. Nhưng mà RTX 3090 Ti nó lại có một cái lợi thế hơn so với cả RTX 4080, đấy chính là nó có 24GB RAM. 24GB RAM là một cái gì đấy mà nó rất là khổng lồ. Nó tương đương với cả một em 4090. Anh em làm việc thì nó gần như là sẽ không ngán bất kỳ một cái project nào cho anh em luôn. Cho dù anh em edit video 6K, 8K thì 24GB RAM vẫn là một con số cực kỳ khổng lồ. Hay là anh em kiểu diễn họa một cái dự án kiểu cả một cái khu đô thị, hay là cả một cái công viên, hay là một cái gì đấy, thì 24GB RAM vẫn là một con số kiểu nó rất là phê, anh em có hiểu không? Nói chung là 24GB RAM là một cái rất đáng ăn tiền ở trên em RTX 3090 Ti. Và về cơ bản với hơn 70 triệu này, tổng thể anh em sẽ có những gì? Nãy giờ mình nhấn hơi nhiều vào con 3090 Ti đúng không? Thì ok, mặc định là trong này sẽ có 3090 Ti rồi nhá. CPU chúng ta đang xài ở đây, đấy chính là
i9 13.900K. Đương nhiên rồi, 13.900K có thể nói là con CPU kiểu consumer tốt nhất hiện tại mà anh em có thể lựa chọn rồi đúng không? Chúng ta có 8 P-Core đấy để hỗ trợ anh em kiểu như là xài những cái ứng dụng đơn nhân hay là những cái ứng dụng cần hiệu suất cao. Chúng ta có 16 cái E-Core để anh em có thể render để mọi thứ nó được nhanh hơn. Bom chủ thì chúng ta đang xài ở đây đấy chính là Z790 Steel Legend đến từ ASRock. Anh em biết rồi đó, Steel Legend thì nó làm ngày càng đẹp anh em. Anh em nhìn thẳng vào đây là anh em cũng thấy là nó đẹp như nào rồi đúng không? Rồi những cái chỗ ví dụ như là cái lồng này nó có RGB này. Ở bên dưới phần RGB nó sẽ không đánh ambient vào cây nữa mà nó sẽ đánh ambient vào thẳng cái bom mạch chủ của anh em luôn. Đó, RAM Dominator 64GB thoải mái đúng không? Tản nhiệt Ryzen 360 của Asus. Đấy, còn Ryzen thì nó quá ok rồi. Về mặt hiệu suất tản nhiệt thì Ryzen có thể nói là một trong những con tản nhiệt tốt nhất ở thời điểm hiện tại với cái kích thước Radiator đấy chính là 360. Anh em cũng biết là i9 13.900K nó ăn nhiều điện đến mức nào đúng không? Đấy, đương nhiên rồi, câu chuyện nó cũng giống như là con 13.600K. Anh em sẽ là Silicon Lottery, có con ăn ít, có con ăn nhiều. Hoặc là nếu mà anh em tay to, anh em hoàn toàn có thể tinh chỉnh được. Nhưng mà mình cũng nói luôn với cả anh em, đấy chính là đối với người dùng thông thường thì BIOS là một cái gì đấy nói nhiều toán nâng cao anh em, không phải ai cũng có thể đụng vào. Ok, thì với con Ryzen như này thì nó đã cân khá thoải mái với cả 13.900K rồi. SSD cũng chúng ta cũng xài một con Samsung PCIe 4 500GB. Bộ cây Cooler Master, anh em nhìn mặt trước ba cái quạt RGB nhìn khá là phê đúng không? Nếu mà mình có thể bổ sung thêm một vài thứ cho bộ PC này để nhìn nó kiểu được lung linh hơn á thì chắc là mình sẽ sắm thêm 1, 2, 3, 4 cái quạt RGB nữa, bởi vì về cơ bản bộ PC này nó đã khá là nhiều RGB rồi. Cái card đồ họa chúng ta có 3 cái quạt RGB ở bên dưới. Rồi, main rất rất nhiều RGB, tản nhiệt RGB, RAM RGB, cây RGB, thì bây giờ chúng ta gắn thêm mấy quạt RGB nữa. Thì kiểu anh em biết ở trong CSGO hay là ở trong rất nhiều tựa game chúng ta sơn súng thì nó sẽ mạnh hơn đúng không? Thì đấy, khi mà bộ PC có nhiều RGB thì nó cũng sẽ mạnh hơn. Ok, nãy giờ chúng ta rông dài về mặt cấu hình nó là như thế. Thì hiệu năng tổng thể của PC này nó sẽ như thế nào anh em? i9 thì chắc là chúng ta sẽ không còn bàn cãi gì nhiều nữa rồi đúng không? Chỉ cần có một cái tản nhiệt đủ tốt thì em Intel Core i9 13.900K nó sẽ làm tất cả mọi thứ mà anh em muốn. Cho dù là làm việc hay là làm việc nặng đến đâu hay là chơi game thì 13.900K vẫn là một cái gì đấy mà kiểu nó rất là khủng khiếp. Chỉ cần có một cái tản nhiệt đủ tốt, có một cái bom mạch chủ đủ tốt thì Z790 Steel Legend là ok rồi, Ryzen là ok rồi, thì con 13.900K này nó sẽ bung lụa cho anh em và nó mạnh. Mình chỉ biết nói đấy chính là nó mạnh và nó rất mạnh thôi anh em. Cùng với đó đấy chính là RTX 3090 Ti. Cái này mình sẽ phân tích sâu hơn một tí nhá. Đấy chính là nếu mà anh em chơi game thì mình cũng phải nói luôn với cả anh em, đấy chính là RTX 3090 Ti không mạnh bằng 4080. Đó, mình phải chia sẻ thực tế với cả anh em, đấy chính là như thế, nó yếu hơn và nó cũng yếu hơn kha khá so với cả 4080, bởi vì 4080 dù gì nó cũng là kiến trúc mới. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta phải xét đến ở đây, đấy chính là vấn đề thực tế là con RTX 3090 Ti này nó chỉ có giá là 27 triệu. Trong khi đó 4080 là gần 40 triệu, đấy, nó chênh nhau vào khoảng là 10 đến hơn 10 triệu cho một chiếc card đồ họa. Thì anh em thấy đấy, nó gấp rưỡi giá nhưng mà cái hiệu năng thực tế nó sẽ thua kém không đến gấp rưỡi. Thì nếu mà xét về mặt hiệu năng chế thành thì con 3090 Ti nó vẫn đang làm tốt hơn đúng không? Đấy, có nghĩa là nếu mà anh em nó bỏ ra một số tiền lớn đến như thế này, nhiều khi anh em sẽ cảm giác đấy chính là anh em sẽ muốn mua những cái công nghệ nó mới nhất. Nhưng mà nếu mà xét về tính thực dụng thì con này nó vẫn cứ là ok. Giống như là cái video hôm trước mình làm với cả anh em về em GTX 1660 Super anh em. Nó là thế hệ cũ hơn con RTX 3050 nhưng mà hiệu năng của nó là tương đương, giá nó rẻ hơn. Chẳng qua nó là thế hệ cũ hơn thôi. Nếu mà xét về tính thực dụng, con RTX 1660 Super tốt hơn là con 3050. Nhưng mà anh em mua con 3050 anh em sẽ được một cái, đấy chính là cảm giác nó là công nghệ mới. Ok, còn nếu mà anh em làm việc thì sao? Mình cũng phải nói luôn với cả anh em, đấy chính là nếu mà anh em làm việc xét về mặt tốc độ thì nó cũng giống như là câu chuyện giữa 3060 Ti và con 3060 á. Đấy, con 3060 nó lợi hơn 3060 Ti về mặt VRAM nhưng mà tốc độ nó kém hơn. Thì giữa 3090 Ti và 4080 câu chuyện nó khá là tương đồng với cả nhau. Con 3090 Ti nó nhiều VRAM hơn. 24GB VRAM là một con số rất lớn. Anh em có thể làm tất
cả mọi project mà anh em muốn, bởi vì mình đã từng gặp những cái project 3D nó ăn lên đến tận là 24GB RAM rồi, kiểu như là mình vừa render real time mà mình vừa bật nhiều texture các thứ á, thì 24GB RAM nó đớp cái một và nó hết sạch luôn anh em đấy. Nhưng mà con về mặt tốc độ thì con 3090T nó lại không nhanh như là con 4080. Nếu mà anh em thích cái kiểu đấy chính là khỏe theo kiểu đấy chính là tốc độ cao ấy, thì 4080 nó sẽ là ok hơn, nhưng mà nó cũng sẽ đắt hơn. Nhưng mà nếu anh em thích cái kiểu khỏe đấy chính là cái gì cũng có thể gánh được ấy, thì 24GB RAM ở trên 3090 nó sẽ là ok hơn. Về mặt hiệu năng, nãy giờ mình show mấy cái bảng ở trên màn hình là anh em đã có thể thấy ngay đấy chính là sự lựa chọn của anh em như thế nào nó sẽ là phù hợp hơn rồi, đúng không? Thế với tầm giá vào khoảng là 73 triệu, 72 đến 73 triệu, thì anh em sẽ build PC như thế nào? Đương nhiên nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của anh em. Ví dụ như là với một cái cấu hình mà Intel Core 9 này, rồi cùng với đó là 3090 này, thì nó sẽ phù hợp với cả những anh em ví dụ như là chơi game này. Đấy, anh em kiểu như là diễn 3D bằng card đồ họa này. Đấy, diễn một cái dự án hay là một cái gì đấy mà kiểu nó rất là rộng lớn thì bộ PC này nó sẽ làm rất là tốt. Nhưng mà nếu mà anh em kiểu như là biên tập video này, anh em chịu được cái mức giá đấy chính là cao hơn của RTX 4080 này, thì anh em sẽ nên chọn 4080 hơn. Cái này nó tùy thuộc vào nhu cầu của anh em thôi. Thì ok, với tầm giá là vào khoảng 7 mấy triệu như này, thì anh em sẽ build PC như thế nào để dành cho nhu cầu của anh em? Thì anh em hãy comment phía dưới, rồi là chúng ta sẽ cùng góp ý với nhau để hoàn thiện một cái bộ PC hơn, đúng không? Thì ok, bây giờ sẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.